Và vừa qua, huyện Cờ Đỏ tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp. Đây là công trình chào mừng 20 năm thành lập huyện Cờ Đỏ. Công trình xây dựng nhà văn hóa ấp Thới Hữu có tổng diện tích trên 480m², gồm các hạng mục như san lấp mặt bằng, hàng rào và xây dựng trụ sở nhà văn hóa diện tích 54m² bằng bê tông cốt thép. Tổng kinh phí xây dựng công trình trên 1 tỷ 190 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện. Dự kiến công trình xây dựng hoàn thành sau 2 tháng thi công.